Đây. Hả? À, lên đây. Rồi, mời em bước lên xe. Nhưng mà không có nhân nhượng gì hết, ngồi ở đây nha. Bước lên, không có được đi đâu. Tại chả ép mình đi ăn chứ bộ. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Dù sao á cũng được ăn ngon miễn phí. Em nói là thôi rồi mà. Trời cái gì? Ôm chặt vô đi ăn nha. Ê, đi, đi. Dạ của anh chị là 379.000 ạ. Hả? Nhưng mà em đâu có mua đâu. Ảnh mua mà. Ủa em thấy chị đi với anh đó mà. Nhưng mà đợi xíu nha, đợi xíu nha. Anh ơi, chị kêu anh gì á? À. Chị đó kêu anh gì kìa. Rồi rồi, có gì gọi là sao nha. Đi, mình đi em. Dạ anh ơi, anh chưa tính tiền ạ. Chưa tính tiền? À, của anh bao nhiêu? Dạ 379.000. À, chưa tính tiền đúng không? Nãy em định trả tiền rồi, mà em sợ em trả tiền bị anh la, cho nên em để lại. Có nhiều đâu để em trả cho. Em trả luôn. Có sao đâu. 379.000 lần á. 379.000. Có nhiều đâu, ngại hoài để em trả cho. Em trả luôn. Dạ, trời. À, vậy em trả đi. Hả? Em trả đi. Em trả cho. Ngại hoài. Em trả nha. Ừ, để em trả. Alo, Diệu Hiền hả? Trời sao bà gọi tôi hoài vậy? Gọi hoài hả? Đến rồi mà. Nhỏ. Nhỏ ơi. Hả? Mua vô ô với sữa tươi hả? Cái gì? Mì gói cũng hết luôn rồi hả? Mua trứng gà với lại trái cây nữa gì? Tôi nhớ rồi. Vậy thôi nha. Trời ơi, 500.000. Mình sống cho qua mùa lũ đi trời. Tiền ăn, tiền điện, tiền nước, tiền rác, tiền xăng, tiền sữa cho cô ba. Trời, một đống tiền luôn. Tháng này mình còn có 500.000 à. Kiếm đâu ra tiền cho đủ như vậy ta? Tiền cát xê á, chỉ được lãnh sau khi mà diễn xong thôi cô à. Dạ, em cũng biết. Nhưng mà tại vì em đang có chuyện rất cần á. Có thể nào anh Du Di ứng trước cho em được không anh? Không có được. Đó là nguyên tắc rồi, không có thể thay đổi. Nè anh. Cái gì nữa? Khoan đã. Vậy cho em hỏi chừng nào em mới được lãnh à? Chắc đầu tháng sau á. Mà cô nhớ tới lãnh nha. Nhớ mang theo giấy chứng minh nhân dân nữa đó. Tôi đi à. Dạ. Mình đã mượn Diệu Hiền nhiều lắm rồi. Bây giờ mà mượn nữa thì kỳ lắm. Không được. Từ ngày mai á, mình sẽ mang đồ ăn trưa theo, ăn sáng tại nhà, không đi đâu chơi hết. Hy vọng là đừng có ai rủ mình đi chơi nha trời. Ê, Kim Chi. Ủa? Kim Chi? Ủa, là anh hả? Ừ dạ, anh nè. Em, sẵn đây á, lên xe đi ăn với anh nha. Thôi, em mệt lắm, em muốn về nhà nghỉ. Ê, suy nghĩ gì kỳ cục,
Mệt á, phải đi ăn rồi mới có sức rồi bồi bổ lại để ngày mai còn đi làm tiếp nữa, hiểu không? Đi, leo lên xe. Thôi đi, em không muốn ăn đâu. Anh biết cái nhà hàng này nè, nó bán cua ngon lắm. Cua còn tươi lắm, còn bò nhúc kìa nè, ngon lắm, đi. Lâu quá rồi, mình không có được ăn cua. Không được, cua mắc lắm. Ăn cua xong còn đi uống cà phê đồ. Không mời lại người ta thì kỳ quá. Ôi, suy nghĩ gì nữa, đi, lên xe đi anh nè. Thôi đi, em ghét cua lắm, em không muốn ăn cua đâu. Thôi, ghét gì mà ghét, mệt ghê vậy đó. Đây. Lên đây. Đây, mời em bước lên xe. Nhưng mà không có nhân nhượng gì hết, ngồi ở đây nha. Bước lên, không có được đi đâu. Toàn chả ép mình đi ăn chứ bộ. Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó. Dù sao á, cũng được ăn ngon miễn phí. Em đã nói là thôi rồi mà, trời cái gì? Ôm chặt vô, đi ăn nha. Kim Chi. Dạ. Uống gì gọi đi. Dạ thôi, hồi nãy anh mới vừa bao em đi ăn cua, em ăn no quá cho nên là giờ không uống được nữa. Ê, khùng quá à. Chính vì ăn no quá thì bây giờ mình mới uống á. Lúc nãy ăn cua đúng không? Bây giờ mình uống vô cho nó tiêu con cua luôn, tiêu mất con cua luôn nhá. Uống gì trời đất. Mệt quá à. Đây, anh thấy ở cái quán này có món này là ngon nhất nè. Cappuccino nha. Ok, cappuccino nhá. Em cho anh 2 phần cappuccino. Tính tiền. Kim Chi, đi đâu vậy? Em ra bàn rồi đợi anh nha. Kim Chi. Dạ. Mình đi ăn kem nữa nha. Hả? Không, ý em là anh mới vừa ăn cua xong rồi uống nước mà giờ còn ăn kem nữa. Bộ anh không no hả? Bình thường thôi, có gì đâu. Thì anh nói em nghe nè, ăn cua xong rồi uống nước thì mình phải ăn kem nha. Đi ăn kem đi. Ngon em ha. Ôi, nó ăn đúng đã luôn á. Anh ơi, em gọi tính tiền nãy giờ rồi, xong tính mà em đi. Dạ, có liền. 137 ngàn anh. 137 ngàn chị. Diệu Hiền hả? Diệu Hiền, bà gọi tôi có chuyện gì không? Bao nhiêu vậy anh? Dạ, 137 anh. Xong rồi, thôi nha. Alo, anh nghe nè. Biết rồi, mai gặp là tính luôn nha. Dạ, 137 ngàn. Rồi, biết rồi mà. Gọi lại hai Diệu Hiền, có chuyện gì không? Hả, sao? Trong này tôi nghe không rõ, để tôi ra ngoài tôi nghe điện thoại bà nha. Xin lỗi anh. Sao nói đi nè. Cằn nhằn qua đám nó rồi, ngày mai gặp anh giải quyết luôn. Bao nhiêu vậy anh? 137 ngàn. Đi gì hả? Dạ. Hay thiệt chứ. Nể luôn á. Nè, anh. Hả? Anh đi đâu nữa vậy? Thì vô siêu thị mua ít đồ. Đi. Chi vậy? Mua đồ để tủ lạnh. Nhưng mà... Đi. Sao anh mua nhiều vậy? Anh mua để bỏ tủ lạnh xài luôn mà. Alo. Anh nghe nè. Hên quá, không phải mua cho mình. Dạ, của anh chị là 379 ngàn ạ. Hả? Nhưng mà anh đâu có mua đâu. Ảnh mua mà. Ủa, em thấy chị đi với anh đó mà. Nhưng mà Đợi xíu nha. Anh ơi, chị kêu anh gì á? Chị đó kêu anh gì kìa. Rồi, có gì em gọi là sao nha. Đi, mình đi em. Dạ, anh ơi, anh chưa tính tiền ạ. Chưa tính tiền? Của anh bao nhiêu?
Dạ 379 ngàn. 379 đúng không? Nãy em định trả tiền rồi mà em sợ em trả tiền á bị anh la, cho nên em để lại. Có nhiều đâu để em trả cho. Em trả luôn. Có sao đâu. 379 ngàn lần á. 379 ngàn. Có nhiều đâu ngại hoài để em trả cho. Em trả luôn. Dạ trời. À vậy em trả đi. Hả? Em trả đi. Em trả cho. Ngại hoài. Em trả nha. Ừ. Để em trả. Alo Diệu Hiền hả? Trời sao bà gọi tôi hoài vậy? Gọi hoài hả? Tôi đang gọi mà. Nhỏ. Nhỏ ơi. Diệu Hiền, ok tôi biết rồi, vậy nha. Ủa, đợi em xíu nha, em vô em tính tiền cho. Thôi không cần đâu, tôi tính hết rồi. Ủa, chuyện nhỏ mà. Anh này, kỳ thiệt á, sao tính vậy? Em đã nói là để em trả mà. Hôm nay hả, anh nào là dẫn em đi ăn cua nè, rồi dẫn em đi uống nước, xong rồi còn đi ăn kem nữa. Giờ ít nhất cũng phải cho em trả bao lại anh cái gì chứ. Vậy anh trả tiền cái này là lỗi của anh luôn á hả? Thôi được rồi, coi như anh có lỗi anh xin lỗi đi. Mốt để em trả nha. Thôi mình về nha. Em gửi anh. Dạ 10 ngàn anh. Nhiêu tiền anh? Dạ 10 ngàn. Dạ. Khoan đã. Em cấm anh. Em cấm anh tuyệt đối không được trả cái chầu này. Phải để cho em trả. Chị ơi. Bởi vì sáng giờ anh đã bao em rất là nhiều rồi. Phải ít nhất là phải để cho em trả cái chầu này cho anh chứ. Anh đừng có ngại chuyện tiền bạc. Đối với em á, 10 ngàn không có bao nhiêu hết trơn á. Anh, 10 ngàn đúng không anh? Để em xíu nha. Để em trả. Anh biết rồi. Em trả thì cũng được. Nhưng mà từ từ nói, đừng có làm anh hết hồn. Dạ phong cách của em nó vậy á. Để xíu nha, để xíu nha anh. Phong cách lạ ha. 10 ngàn. Anh 10 ngàn có 10 ngàn. Tuy nó lẻ thôi nhưng mà nó đủ 10 ngàn nè anh. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh nha. Anh này kỳ thiệt á. Đã nói là phải để cho em trả cho anh cái gì đó. Chứ để cả ngày anh bao em rất là ngại. Đừng có ngại chuyện tiền bạc với em. Em đừng có suy nghĩ gì chuyện tiền bạc á. Nè, đợi nó vô. Bây giờ mình đi ăn khuya nha. Hả? Ăn nữa hả? Ừ. Em nghĩ là em còn no quá. Từ hồi sáng là ăn quá trời luôn. Kiểu bụng mình nó còn đầy, nó chưa có xuống được á. Ăn vô chắc là không có vô được đâu. Thôi mình đừng có đi ăn nữa ha. Thôi đi ăn khuya đi. Mà em nè, mai mốt có chuyện gì á, phản ứng nhẹ nhẹ lên nha. Đừng làm anh sợ anh hết hồn. Dạ. Mà thật ra á, từ chiều giờ đi chơi anh để ý em dữ lắm luôn á. Em để ý cái cách của em mà chi tiêu tiền bạc này nọ á. Anh rất thích, anh thèm có một người bạn gái như em á, chi tiêu tiền bạc nó chi ly rõ ràng lắm kìa. Nè, anh đang nói cái gì vậy hả? Ý của anh như vậy là anh muốn sỉ nhục tôi đúng không? Không là ý anh nói là tôi keo kiệt với anh quá chứ gì? Không có nghĩa là anh nói là từ sáng giờ anh bao cho tôi quá trời, ăn hết cái này uống cái nọ mà tôi chỉ trả cho anh có 10 ngàn thì giữ xe đó đúng không? Tôi cảm thấy là bị xúc phạm thực sự. Anh buồn cười đó hả? Đó. Anh đang khinh bỉ tôi đúng không? Nè, nụ cười này là nụ cười mỉa mai nè. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng tôi nha, chứ đừng có mà mỉa mai tôi vậy nha. Tôi không chấp nhận được một người bạn giống như anh. Coi như là mình chấm dứt, mình kết thúc đi. Cái gì vậy Kiều Chi? Suy nghĩ đơn giản thôi. Thật ra anh không có ý gì hết, không có nghĩ gì tiền bạc này nọ hết. Còn cái mà cười, cái này là cái phong cách của anh. Anh nói là anh rất thích, anh rất thích một cô gái như em rồi đó, chi ly tiền bạc anh thích lắm. Có gì vui mà anh cười? Vui gì mà cười? Cái phong cách của anh hay cười như vậy chứ không có gì hết. Tôi cảm thấy là rất vô duyên nha. Tôi không thể nào chấp nhận một người bạn như vậy. Một người bạn mà khinh thường bạn của mình, mà ý là nghĩ xấu bạn của mình, là người keo kiệt, bụng xỉn, rồi còn cười trước mặt bạn mình nữa. Tôi không chấp nhận được. Này, trả nó bảo hiểm. Coi như là tụi mình chấm dứt từ đây. Tôi cấm anh không có được gọi điện, không có được nhắn tin cho tôi. Cấm tuyệt đối nghe chưa? Chi, anh xin lỗi. Coi như là anh sẽ sửa cái phong cách cười của anh lại. Nhưng mà đây nè, coi như là anh có lỗi của anh đi. Cho anh mời em đi ăn khuya nha. Đi. Tôi cấm. Tôi không cần. Nè nha, hồi nãy giờ tôi đang suy nghĩ. Tôi suy nghĩ để tôi định mời anh một bữa ăn thật là hoành tráng. Để bù đắp lại cho từ sáng tới giờ anh đã mời tôi ăn quá trời luôn. Nhưng mà tới bây giờ sức chịu đựng của tôi hết nổi rồi. Tôi không cần nữa. Bye bye, đừng hẹn gặp lại nha. Kim Chi, cho anh chở em về nha. Kim Chi.
Tôi nói gì đâu giận trời. Khó hiểu.